giờ đây là máy xúc lật Le Mans do công ty thiết bị 595 cung cấp. Đây là dòng máy đầu cuối. Máy này có bao gồm cơ cấu tháo nhanh, các bạn có thể chuyển đổi sang càng lân để lân xi, lân gạch chẳng hạn. Mới bán nên là anh thợ máy thao tác chưa được buồn là lắm. Quay cái máy rồi nhé. Rồi, chào mọi người nhá. Nếu muốn liên hệ thì gọi cho mình nhá.